Đăng Yên và các bạn là đã cho mình được học ké. Dạ. Và nhưng mà mình xin kể một cái câu chuyện cảm nhận về wellness của bản thân và gia đình. Thì bản thân mình ngày xưa là bị rối loạn tiền đình này, chữa ở bệnh viện 103 và Bạch Mai khoảng hơn chục năm nhưng mà cũng không khỏi. Mà chữa ở Bạch Mai là ở khoa thần kinh của tiến sĩ Lê Thị Thu Hiền hay là Nguyễn Thị Thu Hiền đấy. Nhưng mà về thì nó cũng không khỏi mà càng ngày càng cơn đau tăng lên. Và uống cái thuốc giảm đau Parado với lại hoạt huyết dưỡng não là lúc nào cũng có cả vỉ cả cả hộp ở trong nhà. Là đầu tiên thì một viên, xong rồi tăng 2 viên ngày 2 bữa, xong rồi tăng lên ba ba bữa một ngày mà mỗi bữa 3 viên. Nhưng mà cái mức độ tăng rồi những cái chóng mặt, gọi là cái trần nhà mình nó đổ quay cuồng lên đấy, kiểu nó đổ xuống và cái giường mình nằm là quay cuồng lên và bảo con hoặc là chồng phải đến giữ trán cho để nó không bị quay nữa. Nó nặng đến mức độ như thế thì đến lúc phải uống sang cái ép ba găng, cái viên sủi mà ngày 3 viên sủi liền. Thì cái dạ dày của mình nó bị trào ngược dạ dày, thì trào ngược dạ dày thì nó kiểu cái dịch vị nó tiết ra thì bị viêm họng hạch. Mà mỗi một lần mà đi kiểm tra là nó gọi là bị sung huyết ở trong cái cuống họng của mình này. Kể cả mình há miệng ra mình soi gương lên nhưng mà nó cũng thấy nó đỏ lòm, rất là sợ. Thì từ khi mà sử dụng wellness đến thì cái ợ chua của mình không còn này, và cái họng của mình nó không bị sưng nữa, và cái đặc biệt là cái đau đầu mình nó giảm dần lên, và bây giờ lâu lắm rồi không có bị một trận quay cuồng nào hết. Thế mới lại mình bị dính cái khớp vai này này, gọi là bị viêm cái vai này, nó rất là đau và nó dính không quay được. Nói thì các anh chị, các anh xấu hổ với, nhưng mà không cởi được áo lót và không mặc được áo lót mỗi khi đi vệ sinh, đi tắm toàn là phải nhờ hoặc là mình phải kéo ra đằng trước để mình mặc. Thế nhưng mà cái hôm vừa rồi tắm thì đặc biệt là từ hôm mà uống cái bộ 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 mới bộ sản phẩm thay thế bữa ăn đấy, thì tắm xong mới mặc được áo, xong mới bắt đầu hét to ở trong nhà tắm lên, thì chồng mới lại con tưởng cái gì chạy ra, tưởng là gọi là sợ là bị nóng lạnh giật hay thế nào đấy, mới chạy ra thì bắt đầu mình cười lên một sung sướng, một là ôi em mặc được áo rồi mà bây giờ quay được tay rồi. Thì cái nó đi khám là bị dính khớp vai cái hôm trong Tết năm ngoái ấy. Hôm gần Tết phải lên bệnh viện Hà là 15 ngày để điều trị ở khoa Đông y ấy. Thì uống thuốc Đông y khỏi này, xong rồi cũng không khỏi này. Rồi thủy châm, rồi xoa bóp bấm huyệt các thứ, mà nói chung là tác động ở như bệnh viện 15 ngày nhưng mà không không khỏi, về nó cứ đau. Thì mình về mình chịu khó mình uống cái mình khi mà công ty bảo là mọi người, từ hôm mà chị dâu ở nhóm mình nói là bôi cái acid xanthin vào con chó nó bị ghẻ ấy, thì bôi cái acid xanthin vào để con chó nó khỏi. Nhưng mà thì lúc đấy mình mới biết là bôi, nhưng mà mình đã mọi người thì chỉ có uống acid xanthin thôi, nhưng mà mình ngậm mình nhai ấy, mình cứ ngồi mình làm mình cho và mình ngậm nhai thì lại thấy nó ngọt ngọt béo béo bùi bùi, mình mới cứ khoe trong nhóm là mọi người ngậm thử cái này thì hay lắm. Thì cái răng của mình nó bị đau nhá, thì nó bị gãy chân răng rồi. Ngày xưa là cứ cắn cái hạt mơ ấy, hạt mơ ngâm nó ngon ngon ở như cái hạt để cắn ra cái nước, thì là nó mới bị vỡ chân răng. Thì mặt răng nó vẫn còn nguyên nhưng mà nó vỡ chân răng, thì cái răng đấy nó bị mọt dần nhưng mà mình vẫn chưa nhổ, thì cứ thỉnh thoảng nó lại bị sưng, mà nó sưng vù cái má này lên, thì mình vẫn chưa đi nhổ được. Thì mình lấy cái viên astaxanthin bảo chồng mình ngửa lên, bảo anh bóp vào đây cho em. Ông ấy cười, ông bảo vớ vẩn, xong bảo anh cứ bóp cho em đi. Thì mà đúng là bóp vào cái thì hôm sau ngủ dậy không thấy gì, mà từ hôm đến giờ không thấy gì nữa. Thì mỗi một lần mà mình uống astaxanthin mình ngậm là mình cứ nhằn mình để vào cái chỗ đó, cái răng đấy. Thế và thêm một cái vấn đề là cái chất xơ của chồng mình thì là bị, anh ấy bị trĩ từ lâu rồi, nhưng mà bảo uống từ cái đợt mà tháng 6 năm ngoái mà công ty có cái bột rau về đấy, một mình uống ít hơn 20 hộp mà ông không uống, nhất quyết không uống, chỉ có uống mỗi buổi sáng thì pha một cái bột, thì mới lại mỗi một ngày một cái gói viên thôi, nhưng mà không uống chất rau đấy. Thì hôm vừa rồi thì cách đây khoảng độ 3 tháng mình mới vào, ở nhà mình mới có một cái trang trại ở trong đồng ấy, thì ban đầu mới vào trong này ngủ, thì sáng ngày ra dậy là cứ pha cho chồng một ly đấy để uống. Thế là uống xong rồi trước khi đi về từ ở đồng về nhà thì cũng pha cho một ly uống. Thì bây giờ nói xấu hổ bảo là thỉnh thoảng cái đấy cái chỉ nó bị lòi ra, mà nó lòi ra lâu lâu ngày rồi, cứ thỉnh thoảng lại phải nhét vào, mà đi vệ sinh là
không bao giờ chùi được bằng giấy đâu mà toàn phải rửa xịt thôi. Xong rồi bắt đầu là có một cái khăn mềm để nhét nó vào. Thế nhưng mà khoảng độ 1 tháng nay là đặc biệt là không bị lòi chĩ ra nữa và nó vào được rồi. Cho nên là anh ấy đang rất là cảm hứng về cái sản phẩm Vernet sơ của mình. Dạ, tuyệt vời Còn quá. câu chuyện để kể thì nhiều lắm nhưng mà thôi mình xin nhường lại cho mọi người. Xin Dạ, cảm cảm ơn. ơn chị rất là Tuyệt nhiều. Đấy. vời Rất quá, cảm ơn chị Hiền. là nhiều những cái câu chuyện cảm nhận về sản phẩm Wallace của chúng ta, và thực sự là nó rất là đáng yêu. Bao giờ chị cảm thấy rất yêu Wallace, highlight với nhau một cái nào.